Hải tặc là kẻ ác, hải quân mới là công lý. Điều đó đã được ghi lại rất nhiều trong suốt chiều dài lịch sử. Những đứa trẻ không biết thế nào là hòa bình, và những đứa chưa từng đối diện với chiến tranh có những quan điểm giá trị khác nhau. Ai đúng ai sai đều do phe chiến thắng trong cuộc chiến định đoạt và ghi chép lại. Bây giờ, ngay tại đây, thời đại của chúng ta sẽ sang trang mới. Công lý nhất định sẽ chiến thắng sao? Suy cho cùng câu đó cũng khá đúng. Bởi vì công lý nằm ở trong tay kẻ địch.